Hội đỡ cho tướng. Hùng. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Thị Kim Ngân lệnh cho tô Lâm khỏi trả lời khi bị chất vấn tại Quốc hội. Hôm ngày 4 tháng 6 năm 2019, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam, nhận nhiều chỉ trích khi ra lệnh cho Bộ trưởng Công an tô Lâm trong phiên chất vấn tại nghị trường không cần trả lời lại vấn đề tướng công an dính chàm. Bà Ngân đưa ra phát ngôn trên sau khi ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, đặt câu hỏi vì sao trong thời gian qua tướng lĩnh trong ngành công an vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự nhiều đến như vậy. Ai có trách nhiệm giới thiệu bổ nhiệm những cán bộ công an dính chàm vừa qua? Báo Dân Chí Tường Thuật phần giải thích thêm của bà Ngân, việc tướng công an vi phạm pháp luật đã được xử lý cho thấy không có vùng cấm nào. Còn vấn đề tại sao tướng công an vi phạm là do cả quá trình phấn đấu rèn luyện chưa tốt, việc bổ nhiệm các vị này đều đúng quy trình. Báo Thanh Niên tường thuật phần cứu nguy của bà Chủ tịch Quốc hội đỡ cho tướng công an khi bổ nhiệm người ta tốt thì bổ nhiệm nhưng sau đó vi phạm pháp luật thì xử lý. Chuyện đó rất bình thường. Tôi nghĩ câu này bộ trưởng khỏi trả lời, vi phạm pháp luật thì bất kỳ ai cũng sẽ bị xử lý. Nhà báo Nguyễn Đức của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh bình luận trên một diễn đàn với câu không cần trả lời, bà Ngân đã vi hiến phạm luật đối với quyền chất vấn và quyền trả lời chất vấn của đại biểu Lê Thành Vân. Phát ngôn của bà Ngân cho thấy bà phớt lờ cho việc Tô Lâm sẽ phải chịu trách nhiệm việc giải trình những vấn đề liên quan đến Bộ Công an. Trên lý thuyết, trong lúc diễn ra phiên chất vấn, một khi đại biểu có thắc mắc về việc hành pháp trong ngành công an thì ông Tô Lâm phải trả lời, bà Ngân không có quyền đỡ lời hoặc ngăn ông này mở miệng. Có lẽ bà Ngân quên rằng mình cũng chỉ là cương vị của một đại biểu được bầu lên để điều hành nghị viện chứ không phải là bà chủ. Trong một diễn biến khác, phần trả lời chất vấn của bộ trưởng Tô Lâm được giới quan sát cho là mang tính chiếu lệ và quanh co chứ không đi vào trọng tâm của vấn đề nổi cộm đang khiến cho công luận quan tâm như tội phạm tín dụng, đen, ma túy, tai nạn giao thông, quan chức công an bảo kê cho tội phạm. Ở chiều ngược lại, các câu hỏi chất vấn của đại biểu quốc hội cũng được ghi nhận chưa đáp ứng đúng mong mỏi của người dân khi các ông bà nghị lảng tránh các vụ việc đang nóng liên quan đến dân oan, mất đất và cáo buộc của nhà cầm quyền tăng cường chấn áp những tiếng nói bất đồng, nhất là các vụ bắt giữ truy nã người lên tiếng về tình hình đất nước ở tỉnh Nghệ An gần đây. Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội viết trên trang cá nhân, ông bà Nghị nào thương dân oan xin chất vấn cho gần 100 hộ dân của vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn. Nhiều hộ dân nơi này đã có đơn tố giác tội phạm từ đầu năm 2019 đến nay, nhưng đến nay cơ quan công an điều tra vẫn của thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa giải quyết và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cho dù vụ việc đã rõ mạng xã hội báo chí quốc tế và một số báo đều đăng cảnh những hủy hoại này các luật sư và người dân đều có yêu cầu gặp lãnh đạo công an thành phố ở sài gòn hay công an ở sài gòn áp dụng luật hình sự với các công an thành phố hải phòng nơi xảy ra vụ đoàn văn vương mỗi địa phương đều có quyền áp dụng luật theo cách riêng của mình Bộ trưởng nội vụ không chấp hành phân công của tổ chức, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ bị xem xét. Trường hợp của anh Đoàn Ngọc Hải, tôi nghĩ trước hết anh Hải phải chấp hành phân công của tổ chức đã, sau đó có nguyện vọng thế nào thì trình bày lại, còn đã không chấp hành quyết định thì nhất định phải xem xét xử lý. Bộ trưởng nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi bên hành lang quốc hội chiều ngày 5 tháng 6. Sự việc nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải vừa nhận quyết định điều động bổ nhiệm công tác xong đã gửi đơn xin từ chức ngay đang gây tranh luận. Bộ trưởng nhận định thế nào về việc này? Nhận xét của nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm bên hành lang Quốc hội sáng nay đã thể hiện rõ rồi. Ở đây, cán bộ được phân công công tác nào là do tổ chức, còn người cán bộ có cảm thấy khả năng trình độ của mình như thế nào phù hợp hay không thì có quyền báo cáo với tổ chức, quyền quyết định sau cùng là do tổ chức. Không chỉ có trường hợp của ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức ngay sau khi có quyết định bổ nhiệm công việc khác mà với mới đây cũng có trường hợp phó giám đốc sở tư pháp hậu Giang từ chối quyết định phân công về làm ở hội chữ thập đỏ tỉnh này chứng tỏ có nhiều trường hợp phân công điều động công tác của cơ quan không đủ thuyết phục đối với cán bộ. Việc điều động phân công như vậy do cấp quản lý cán bộ quyết định, còn nguyện vọng của các cán bộ ra sao thì sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét. Như trường hợp của anh Đoàn Ngọc Hải, khả năng anh ấy thấy việc được điều động phân công chưa hợp chuyên môn, anh ấy chưa từng làm công việc đó bao giờ nên có thể sẽ không hoàn thành nhiệm vụ nếu nhận anh ấy cho rằng để tổ chức chọn người khác có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Như vậy nếu khả năng của mình không hoàn thành được công việc, cán bộ công chức có quyền từ chối. Tuy nhiên, việc đề bạt phân công là quyền của tổ chức. Mỗi cơ quan đơn vị sẽ đánh giá xem xét cụ thể từng trường hợp. Dư luận thì lại đặt vấn đề việc sắp xếp những trường hợp này chỉ để lấp chỗ trống. Vì như trường hợp của ông Đoàn Ngọc Hải, Ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã có những kết luận vi phạm nên nhiều người cho rằng việc phân công công việc mới đối với ông Hải cũng chỉ là để cán bộ này ngồi chờ bước xử lý tiếp theo. Trường hợp cán trường hợp cán bộ nếu có sai phạm thì lại khác. Tôi vẫn nhấn mạnh việc phân công cán bộ là quyền của các cơ quan quản lý cán bộ phải tính toán phân công sao cho phù hợp với yêu cầu thực tế của công việc năng lực, trình độ sở trường của cán bộ. Cán bộ có quyền nêu nguyện vọng xin chuyển vị trí khác hoặc không làm vị trí đó nhưng có quyền quyết định là do cơ quan quản lý cấp cán bộ. Về kỷ luật công vụ thì trước tiên là cán bộ phải chấp hành quyết định của tổ chức, còn vấn đề khiếu nại, tâm tư, nguyện vọng như thế nào thì tổ chức sẽ xem xét sau. Vậy trường hợp của ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức vụ vừa được phân công là và ông phó giám đốc sở tư pháp hậu giang từ chối nhận quyết định phân công về làm tại hội chữ thập đỏ tỉnh thì các cơ quan làm việc công tác cán bộ xử lý ra sao phân công việc cho cán bộ là thuộc cầm thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý cán bộ phân công dựa theo vị trí việc làm còn anh có nguyện vọng anh xin chuyển hay gì đó thì là phần cá nhân nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là do cơ quan quản lý cán bộ người ta làm dựa vào năng lực sở trường, trình độ và yêu cầu công tác của cơ quan. Với trường hợp của anh Đoàn Ngọc Hải, tôi nghĩ lúc này trước hết anh Hải phải chấp hành phân công của tổ chức đã, sau đó có nguyện vọng thế nào thì trình bày lại. Nguyên tắc quan trọng là cán bộ đảng viên phải chấp hành sự phân công công tác của cơ quan tổ chức. Nhưng thực tế như vậy là đã rõ ràng có việc công tác điều động bổ nhiệm trong những trường hợp này chỉ lấy vì vì nếu người ta nói không phù hợp thì có về làm cũng chỉ là ngồi đấy để không làm gì các cơ quan có trách nhiệm phải xem xét vấn đề đó chứ giờ có những trường hợp cán bộ được phân công nhận nhiệm vụ như thế xong rồi lại từ chức luôn thì xử lý như thế nào thưa bộ trưởng không được không thực hiện nhiệm vụ được phân công thì xử lý theo quy định của đảng và nhà nước ý của bộ trưởng là cán bộ không chấp hành phân công Công việc như thế là sẽ bị xem xét kỷ luật. Không chấp hành quyết định thì nhất định phải xem xét xử lý rồi vì quy định của Đảng nhà nước là thế rồi, nhưng đương nhiên cơ quan sử dụng cán bộ phải xét đến nguyện vọng của cán bộ nữa, nhưng dứt khoát cán bộ là phải chấp hành công việc, nhiệm vụ của Đảng và nhà nước phân công.